Em xin chào các bác nhé. Trong video lần này thì em có một cái họa lan hoa khá là thơm. Đây chính là cái bông hoàng thảo hương vali đang nở tại vườn của em. Hoàng thảo hương vali các bác nhé. Một trong những giống lan mà hoa thơm, nhưng mà cũng không nhiều người sưu tầm lắm. Hoàng thảo hương vali này, tên khoa học của nó là Dendrobium linguella. Nó là một biệt dạng đặc biệt của thằng thập hoa các bác ạ. Tuy nhiên là thân lá và hoa nó cũng khác nhau một chút. Hương vali thì rất là thơm. Tại vì cái tên tiếng Việt là hương vali là các bác đã biết là hương thơm của nó như thế nào rồi, qua cái tên đấy. Hương đúng mùi chuẩn vali. Mùi hương vali luôn. Và khi nào càng có nhiều ánh sáng mặt trời, có nghĩa nắng ạ, thì hoa sẽ càng thơm các bác nhé. Hoa thơm, rất thơm các bác ạ. Cái này nó cũng khá sai hoa này. Nó đặc trưng của nó giống những cái thằng thân thòng khác thôi. Nó ra từ những cái mắt ngủ hoặc là đỉnh sinh trưởng đấy. Và mỗi cái mắt ngủ nó ra tầm 3 bông hoa, 2-3 bông hoa. Hoặc là tối thiểu 1 bông này. Thường là sẽ là 3 bông này. Những cây khỏe như này sẽ ra 3 bông hoa này các bác này. Đấy. 3 bông hoa này. Hương vali thì hoa sẽ biến thiên từ màu phớt trắng đến phớt hồng như thế này các bác nhé. Đấy. Màu hồng rất là nhẹ thôi. Đấy. 5 cánh đều nhau. Đấy. Và những cánh này nó sẽ cúp vào nhau. Nó rủ xuống các bác ạ. Nó rủ xuống như kiểu là giống như kia chuông, đào chuông vậy. Đấy. Kiểu như đào chuông. Đấy. Mỗi cánh thì nó không, mỗi bông hoa nó không to lắm. Đấy. Cánh nó rơi khoảng hơn 1 cm, chiều rộng gần 1 cm. Đấy. Và nó bầu như thế này. Xếp sát vào nhau này. Đấy. Hai cánh đài thì ở phía dưới rất to. Đấy. To hơn. Đấy. Cái này nó không xòe ra các bác ạ, nó không xòe ra, cánh thì rất là dày các bác nhé. Đây. Cái cánh môi thì nó mỏng, nó kiểu hình tam giác như này. Đây. Mỏng teo này thôi. Đây. Nó nhọn thôi, ở phía đầu cánh này. Và bên trong trụ nhụy thì có hai một chấm. Hai chấm này là màu tím hồng đậm nhé, màu tím đậm. Đây. Bên trong thì là màu trắng. Đây. Cái kết cấu của bông hoa hương vali, nó chỉ rơi vào khoảng 2-3 cm các bác nhé. Đây. Tuy nhiên nó sẽ bù lại, nó sẽ ra nhiều hoa, ra từng chùm một như này. Đấy. Từng chùm một đấy. Rất sai đấy. Cái hương vali này thì nó lại không ra chi chít ở những cái mắt ngủ đấy. Có những mắt ngủ khác nó không ra các bác ạ. Đấy. Thế thì ra một số mắt ngủ nhất định thôi. Rất là hiếm khi là sẽ mọc chi chít ở các mắt ngủ. Đấy. Hương vali này thì ra hoa vào thời điểm cuối xuân đầu hè các bác nhá. Tháng 4, tháng 5 đấy. Tháng 4, tháng 5 thì đấy là thời điểm chính của hương vani ra hoa. Cây này thì phân bố nhiều trong tự nhiên, rất nhiều nơi có, trong Nam ngoài Bắc đều có các bác nhé. Cây của em là vùng Tuyên Quang, vùng Tuyên Quang thì cũng có hương vali. Cây hương vali có kích thước, nếu mà mình chăm tốt thì nó sẽ đạt tới hơn 1 mét các bác ạ. Hương vali này càng ăn nắng nhiều thì cái thân lá nó càng tím nhá. Mọi người hay nhầm lẫn giữa cái thằng hương vali này với thằng hoàng thảo tam bảo sắc, rất là giống nhau, một thằng 1 9 1 10 luôn, ra hoa khác nhau, hoàng thảo tam bảo sắc hoa to hơn nhiều. Và chính là những cái người bán ăn rừng này cũng nhầm cho em, gửi cho em hương vali nhưng mà lại gửi ra hoàng thảo tam bảo sắc về trồng hoa mới biết, nhìn không giống lắm, nó cũng tía tía thế, khi ăn nắng nó tía tía thế, cái thân này thì nó ít ánh sáng hơn thì nó sẽ màu xanh hơn các bác nhé. Nhưng nó không xanh hẳn, nó vẫn có những cái đốm tía này. Đốm tía dọc cái thân này. Đốm chấm tía này. Hương vali thì cực kỳ là dễ trồng, dễ sống luôn này. Trong tự nhiên thì cây hương vali này thường nó bám ở trên những cành cây cao các bác ạ. Cành cây cao. Hoặc là những cái mỏm đá mà nó rớt từ trên cây xuống cây, cành cây gỗ mục rồi nó rớt xuống, nó sẽ bám vào những cái mỏm đá nó có ánh sáng thì nó sẽ sinh sống được. Còn những vùng nào nó tối quá, nó ít ánh sáng, nó sẽ không sinh trưởng được các bạn. Đấy. Hương vali thì dễ trồng và đẻ nhanh. Đây này, đây là những cái mầm từ cái đỉnh sinh trưởng của nó. Đây. Kỳ đấy. Rất nhiều mầm. Ra rất nhiều mầm, một năm có thể nhân ra được khoảng 1-2 trọng. Giống như một búi như này. Chưa kể mầm gốc thì đang lên. Đấy. Nếu mà kích kia các thứ nữa thì lên nhiều nữa. Hương vali cực kỳ dễ trồng các bác nhé, các bác có thể trồng chậu, trồng đây là một khúc nguyên bản, đây. Đây, cho các bác xem này, đây, nguyên bản này, đây,
Tươi trồng thì lấy hẳn khúc nguyên bản này về trồng. Khoảng chục thân hoa đấy. Đấy, đây các bác xem này, rất là dài, mét trời luôn này. Để gần nữa cho các bác xem này. Cây này thì trong Nam ngoài Bắc đều trồng được, rất là dễ sống nhé. Như em nói vừa nãy, rất là dễ sống. Về cách trồng thì các bác có thể trồng ghép gỗ cũng được, hoặc là trồng chậu với giá thể bỏ thông. Lưu ý là không được vùi sâu nó quá, nó sẽ bị thối đấy. Nhưng mà cái tỷ lệ thối nó rất là ít so với những cái thằng hạc vĩ long tu, thì cái thằng hương vali này nó còn khỏe hơn cơ. Rất ít thối nhũn, mặc dù là có nhưng mà rất ít. Mình chỉ cần phun phòng một lần thôi, tháng một hai tháng một lần thôi là cây nó sẽ phát triển ok rồi, không bị thối nhũn mùa hè đấy. Hương vali này. Những cái thân này nó bị gập gãy này, về nó vẫn ra hoa và ra mầm các bác nhé. Ra mầm gốc này, ra mầm mầm ki này và ra hoa này. Đấy, cái thân gập gãy này không bỏ đi một cái gì cả, để ki rất là khỏe. Hương vali, hoàng thảo hương vali. Cái kích thước bông hoa này nó gần như là bằng thằng thập hoa đấy. Tuy nhiên thằng thập hoa thì nó sai hoa hơn các bác ạ. Thập hoa nếu mà ăn nắng thì thân của nó sẽ màu vàng hơn thằng hương vali. Thân của nó sẽ màu vàng hơn. Hoặc là nếu để trong bóng râm thì thân của nó xanh hơn cái thằng hương vali. Thằng hương vali thì vàng nhưng có những cái chấm tím là không lẫn vào đâu được cả. Đây. Còn thằng hoàng thảo tam bảo sắc thì nó lại tía hẳn cơ. Đây. Nó nhìn nó khác. Em sẽ có những video để phân biệt mấy cái loại lan này các bác nhé. Rất đẹp đúng không các bác? Chơi đơn giản là hoa thơm thôi, hoa thơm lắm. Càng gần càng thơm, hoa rất thơm. Đây có thể nói là một trong những cái giống lan vừa có hoa thơm mà lại dễ trồng, dễ sưu tầm. Bác nào mới tập chơi lan thì chơi cái dòng này là hợp lý đây, rất là dễ trồng, dễ cho hoa, dễ sống. Đấy thì trong video này thì em chia sẻ các bác cái thông tin của cái lan hoàng thảo hương vali nhé, Benzobium Linguela. Các bác thấy video cung cấp nhiều thông tin bổ ích thì các bác đăng ký kênh ủng hộ em, like và chia sẻ cho nhiều người cùng biết nhé. Em chân thành cảm ơn các bác ạ. Hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.